Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình TT Go M9 FS, một dòng xe đạp địa hình khung nhôm và được sử dụng bộ chuyển động là Shimano Aceza với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa, và đang có một cái mức giá bán bên em chỉ có là 4.800.000 các bác nhé, một cái giá rất là học sinh để cho các bác có thể mua về để sử dụng trong cái việc thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe hàng ngày thì rất là tốt. 4.800.000 các bác nhé, một chiếc xe khung nhôm thương hiệu TT Go, tông màu đen xanh rất là đẹp. Nước sơn nguyên bản các bác nhé, do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn chất lượng khung hay là từ bộ chuyển động các thứ là còn cực kỳ là tốt các bác nhé. Rất là đẹp. Với mức giá 4.800.000 thì một cái lựa chọn để cho các bác sử dụng, chỉ sử dụng cái việc đạp thể dục hàng ngày thì rất là tốt rồi. Chiếc này thì toàn bộ đồ là nguyên zin hết các bác nhé. Đây, từ vành này đến may ư, rồi những cái chi tiết như đùi đạp hay là ly lông cổ phốt trên này nguyên zin hết các bác nhé. Đây, giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực, cũng là zin theo xe luôn. Và chạy một cái bộ cấu hình cũng tương đối là tốt của dòng Shimano, nó là dòng Aceza các bác nhé, với 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tầng líp và 3 tầng đĩa các bác nhé. Đấy, cho 27 mức độ khác nhau. Đấy, dòng Aceza này cũng là một cái dòng rất là tốt rồi, cao cấp hơn Tourlay và Atus và đứng thứ ba trong các dòng Shimano của địa hình. Đấy, trên phần ghi đông này cũng vậy, cũng được trang bị tay bấm xả là Shimano Aceza. Đấy, và cụm phanh đĩa cơ các bác nhé. Đấy, giá này thì không có phanh dầu được rồi. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn, các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, rồi ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Chuyển động rất là mượt các bác nhé, có thể nhìn trên hình đây. Đấy, cực kỳ mượt mà. Xe TT Go đang bán bên cửa hàng là 4.800.000, cái mức giá rất là phù hợp cho các bác chỉ có nhu cầu thể dục hàng ngày, hoặc là các bác có thể mua để cho học sinh để đi đi học thì cũng rất là hợp lý. Và giá bán bên em đang bán là 4.800.000 bao ship toàn quốc, tới cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.